Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trên thế giới này, bất cứ ai trong cuộc sống đều phải trải qua những lúc thăng trầm. Theo thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt, trong những ngày tới đây sẽ có 5 con giáp bị sao xấu chiếu mệnh, vận đen liên tục bùa vây, xui tuyệt mạng. Trong công việc bị cấp trên chèn ép, bạn bè chơi xấu, làm lụng vất vả cả đời, nhưng đến thời điểm này lại phải sống trong cảnh vỡ nợ trắng tay, tiền bạc cứ không cánh mà bay, mất sạch lúc nào cũng không biết. Kêu trời trời không thấu, hỏi đất đất không hay, cùng cực đến tột độ. Vậy đó là những con giáp nào và họ có gặp vận hạn gì mà xui xẻo lại bùa vây như vậy? Xin mời quý vị cùng theo dõi video chi tiết để biết mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không nhé. Một, tuổi Sửu. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh, ngày hôm nay có thiên quan tác động lên vận trình ngày mới của người tuổi Sửu, khiến bạn có thể sẽ phải đối mặt với người sếp và đồng nghiệp khó tính. Bạn sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để thuyết phục và chứng minh rằng là mình đúng. Người tuổi Sửu sẽ phải chịu nhiều áp lực do sự nghiệp mang lại, khiến tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Do muốn khẳng định vị thế của bản thân, gây ấn tượng cho lãnh đạo và đồng nghiệp, nên bạn luôn xung phong nhận những công việc khó khăn. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thì bạn không thể lường trước được những vướng mắc mà mình sẽ gặp phải. Vì thế mà quá trình thực hiện thường xuyên gặp khó khăn, rắc rối, trở ngại, thậm chí có kẻ phá đám. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường xuyên tự tách mình ra khỏi tập thể, dù khó khăn cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải lo lắng vì năng lực và sự khéo léo của bạn sẽ giúp xoay chuyển tình thế. Dù đối phương có thể sẽ không tin tưởng ngay, nhưng kết quả công việc sẽ cho thấy bạn không hề khoác lác, do đó hãy tập trung vào chất lượng hơn. Vì ngũ hành tương xung nên tình cảm đôi lứa bất ổn, gia đình mâu thuẫn, tuổi Sửu hãy thẳng thắn nói ra những điều khiến mình không vui hoặc chán nản. Chỉ có sự thẳng thắn mới giúp tình yêu của hai người được lâu dài. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tỵ. Ngày Tỵ Hợi tương xung, người tuổi Tỵ có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Bản mệnh dễ bị người khác cản trở, những người tưởng chừng như tốt đẹp lại có ý định hãm hại sau lưng tuổi này trong lúc bạn sơ hở. Ngày này càng nôn nóng và cố chấp sẽ càng dễ gặp bất lợi, vì thế cho dù lo lắng đẩy bản mệnh đến tình huống khó xử, muốn hành động ngay cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh, mà tốt nhất là tuổi Tỵ không nên quyết định việc gì quan trọng ở thời điểm này. Người làm ăn kinh doanh luôn rất cố gắng để tìm ra hướng đi mới cho công việc, nhưng dường như mọi thứ không thể suôn sẻ ngay lập tức được. Bạn thường dễ gặp phải trở ngại do bản tính quá mức cứng cỏi, độc lập, sự cô lập bản thân, không xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Nếu có thời gian rảnh, con giáp này nên bình tĩnh ngồi lại để nhìn nhận bản thân, xem mình có khuyết điểm nào cần phải khắc phục. Thủy hỏa xung khắc trong chuyện tình cảm, nếu bạn đặt cái tôi của mình quá lớn thì rất khó giữ tình yêu bền vững. Đừng cố thuyết phục đối phương nghe theo mình, thay vào đó bạn hãy thử lắng nghe cảm nhận của người ấy trước khi bạn muốn làm tổn thương họ vì sự vô tình của mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Thân. Tương hại giáng họa, người tuổi Thân có thể phải chịu tổn thương từ những rạn nứt trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Bản mệnh sống hết mình với người khác, nhưng chưa chắc vì thế mà họ sẽ đối tốt lại với mình. Con giáp này cần học cách chấp nhận những điều có thể xảy ra trong cuộc sống. Cuộc sống vốn không chỉ có màu hồng, người tuổi Thân thường xuyên trở nên cứng đầu, cứng cổ, không chịu lắng nghe mọi người xung quanh. Dù biết là sai, vẫn cố tình làm theo ý mình, khiến vấn đề càng lúc càng trở nên phức tạp. Ngoài ra, bản tính nóng nảy cũng thường khiến bạn quyết định quá nhanh trước khi kịp suy nghĩ kỹ. Dù có mong muốn phấn đấu vươn lên, khẳng định bản thân, song nhiều khi lâm vào bế tắc. Thời điểm này, bạn cũng cần phải nhắc nhở bản thân dũng cảm, đối diện với sự thật, đối diện với những sai lầm mà mình gây nên.
Chỉ khi bạn dám nhận lỗi của mình, bạn mới có thể tìm ra phương hướng để giải quyết và cải thiện. Công việc không mấy suôn sẻ khi xung quanh con sắt này vẫn có những kẻ tiểu nhân rình rập và gây cản trở, khó khăn. Bản mệnh lại có phần chủ quan nên tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng và biến cơ hội thành cạm bẫy, cơ hội đến tay lại trôi đi mất. Kim sinh xuất cho thủy là nguyên nhân khiến tình cảm lứa đôi đứng trước nhiều thử thách. Những cãi vã xích mích trong tình yêu là điều không tránh khỏi. Quan trọng là hai bạn vẫn còn tin tưởng và sẵn sàng tha thứ cho đối phương. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất có thể đạt được thành công đáng kể trong công việc, vận trình thăng tiến nhanh chóng đến bất ngờ trong ngày được chính quan nhập mệnh. Kết quả này hoàn toàn là do những kinh nghiệm mà con sắp này tích lũy được trong suốt thời gian vừa qua, may mắn chỉ là yếu tố phụ. Tuy nhiên, ngũ hành tương xung khiến chuyện tình cảm gặp chút phiền muộn, mâu thuẫn ngày càng chồng chất. Nguyên nhân là do bản mệnh chưa xác định rõ tình cảm của mình, dễ bị người ngoài tác động nên người ấy cảm thấy thất vọng vì không được tin tưởng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Hợi. Ngày Hợi Hợi tự hình, tâm trạng của người tuổi Hợi sa sút khá rõ do những tác động đến từ yếu tố khách quan. Những lời nói ra nói vào, sự nghi ngờ của mọi người khiến bạn đánh mất tự tin thường ngày, cũng không thể phát huy năng lực một cách tối đa, hiệu suất sụt giảm. Kiếp tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền, mất của Hợi. Dù vào lúc vận trình tài lộc rủng rỉnh nhất, bạn cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái, làm việc gì cũng cần phải lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát. Ngày thủy vượng, bản mệnh cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là về đường ruột, đường tiêu hóa. Con sắp này nên giảm bớt công việc, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ để loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại đến cơ thể của mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Mùi. Nhờ tam hợp độ mệnh, công việc của người tuổi Mùi có những bước ngoặt quan trọng. Rất may là chúng phát triển theo hướng tích cực. Bạn gặp gỡ và làm quen với người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên, sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời. Muốn lâu bền thì tuổi Mùi vẫn cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng cá nhân. Tranh thủ thời gian này để học tập, định hướng bản thân sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp về lâu, về dài. Không những vậy, con giáp này còn gặp may ở phương diện tình cảm. Cát khí giúp người có đôi nhanh chóng hàn gắn được rạn nứt trước đó khi cả hai đều không muốn đánh mất tình yêu này. Người độc thân cũng tự tin thể hiện bản thân, tăng cơ hội gặp gỡ người phù hợp. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 13 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.